Rồi chào anh em, hôm nay là ngày 8 tháng 11 nha. Apple chính thức ra bản iOS 17.1.1. Cái này nó fix lỗi cho cái sạc không dây của xe hơi Toyota với một hãng nào đó nữa. Và fix lỗi thông báo thời tiết nó không hiển thị, nó không ok trên cái thành thông báo thôi, chứ nó không có liên quan đến những vấn đề bảo mật hay gì khác, nên là anh em không cần thiết thì khỏi lên. Nhưng mà hôm nay nó còn anh em xài máy lóc á, vấn đề quan tâm á là rip pin thì nó vẫn là như iOS như cũ, vẫn là giống như mình kéo vuốt của iOS 17 là được nha. Rồi hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép sim cho iPhone, cái này iPhone 12 nha, cái này lóc này đó, nó có tình trạng khó sim. Đây là lóc, đây lóc tâm quay, mình sẽ ghép sim cho anh em coi, ghép sim hai chạm của sim ghép RONEW 2.4 nha. Rồi một mình lấy một cái sim mới ra này. Cái này nó nằm phía bên tay trái nha, anh em đỡ chiều này cho dễ. Rồi mình vải vô. Rồi lắp vô như vậy là xong. Rồi vải vô như vậy nha. Anh em chờ nó hiện bảng lên lên nha. Đã chờ hiện bảng này, chỗ này nó hiện có cục sóng là được. Rồi mình vô chọn select carrier này. Cái này T-Mobile, nó có T-Mobile 5G với LTE, mình chọn LTE nha. Ở trong này có 10 nhà mạng là mình đã xét đúng hết rồi. Anh em muốn chọn theo nhà mạng trực tiếp trên này khỏi cần nhập EMSD nha. Rồi bấm TMT T-Mobile này, bấm Save Engine. Rồi do mình quên cái wifi đi nha. Rồi vô tiếp theo là mình vô cài đặt này, di động này. Rồi đặt cái này lên. Rồi tắt cái voice LTE, nó hay bị lỗi thông báo nha. Rồi như nó có sóng là được này, mình test lại nha. Test gì gọi lại cái này nữa đã. Để biết thông tin. Rồi nó như vậy là ok nha anh em. Rồi mình test 4G luôn. Cái này nó mẻ này là nó full hết rồi. Từ đường bé đang làm con. Đây này. Này nó đã full hết rồi nha anh em. Đó. Bây giờ mình rip pin, bây giờ là mình sẽ fix lỗi thông báo, fix lỗi Google Maps với TikTok Shop nha. Anh em vô cài đặt này, di động này. Rồi chờ ba làm về cho nói chuyện với mấy chú chút con. Từ từ, chờ ba chút. Rồi ứng dụng sim. Cái mục này load IPC này nha anh em. Load IPC mình bấm vô một cái. Rồi bấm chữ chấp nhận này. Bấm bỏ qua cho nó văng IT đã. Rồi mình bấm tiếp tục này nha. Nó có wifi là không được rồi. Giờ mình vô quên wifi đi cho nó chuẩn. Rồi mình quên wifi luôn. Rồi mình bấm tiếp tục này. Chọn dưới này, tiếp tục và mà không có wifi này nha anh em. Nhớ là tắt mật khẩu màn hình với wifi cho nó chuẩn nha. Dù cái sim ghép RONEW 2.4 mình không cần, nhưng mà mình phải làm như vậy cho nó chuẩn. Bấm tiếp tục nè. Anh em chờ nó báo sim không hợp lệ. Như vậy là mình làm sai, do hồi nãy là mình không này làm nó báo IPC don, do hồi nãy mình làm sai nha. Bây giờ mình làm lại nha, mình phải quên qua mật khẩu màn hình với wifi nha. Đó mình rồi, mình vô này di động này, ứng dụng sim load IPC, rồi bấm chấp nhận. Rồi nó đang quay, đừng có nói nhầm sàm nha. Rồi bấm tiếp tục nha, anh em bấm tiếp tục này. Kéo xuống nha. Tiếp tục mà không có wifi này nha anh em. Bấm tiếp tục. Rồi chờ nó báo không hợp, sim không hợp lệ rồi mình sẽ
giống như mình ro chuột mà đè vô chữ quay lại và kéo xuống hoàn tất cập nhật phần mềm nha. Rồi thử lại này. Do cái sim này hết 4G rồi, đè xuống hoàn tất cập nhật này, mềm bấm khó lại. Rồi báo IPC done. Nhưng mà cái này nó không có 4G là không mình có thể được chưa nha. Được, tắt này là được. Được nha anh em. Không có 4G, cái này hết 4G rồi vẫn được nha. Rồi bây giờ tiếp theo mình rip pin này. Anh em kéo qua bên này, nó vẫn như cũ thôi. Đây, ở màn hình chế mình kéo qua bên này, mình tìm cái nào mà nó cái thư mục nào á mà nó có nhiều cái biểu tượng nhất là được. Nha, mình thấy như cái này nó có nhiều biểu tượng này, hay là cái này cũng nhiều biểu tượng này, mình bấm vô. Anh em bấm vô cái chỗ nhiều cái icon nhỏ nhỏ này nha. Đó. Bây giờ mình vuốt lên nha. Vuốt lên này, vuốt lên, vuốt lên, vuốt lên, chừng nào mà nó mất cái icon đi. Rồi mình giữ một tay lại, còn tay bấm vô cái là rip pin. Rất là đơn giản luôn. Rồi mình làm lại nha. Yêu cầu là cái nào nó nhiều cái icon đó là được. Nhiều cái app là được. Rồi mình bấm vô này. Đúng không? Rồi mình kéo lên nè, hai tay nha, mình kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên, chừng nào nó biến mất cái icon trên màn hình. Một tay giữ, một tay bấm vô một cái là được. Như vậy là xong nha. Sim ghép này mình bán 150.000 một cái nha. Anh em sĩ thì liên hệ mình nha. Rồi chào anh em, chúc anh em vui vẻ.